Xin chào tất cả các bác, rất vui được gặp lại mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023. Mở đầu video thì cửa hàng Kiên xin chúc các bác sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Tiếp tục trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ là một video với các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng mới về tại cửa hàng. Và các bác mình trong quá trình xem video yêu thích chiếc đồng hồ nào có thể chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Rồi và mẫu đồng hồ đầu tiên giới thiệu đến các bác ngày hôm nay sẽ là một chiếc Nevada, một thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đây sẽ là một chiếc Nevada với màu mặt xanh, cọc số nổi và em này có một ô click lock 3 giờ ạ. Mang phong cách cực kỳ là nam tính, các cái đường nét rất là vuông thành bén cạnh. Chiều ngang chiếc này là 38 và chiều dọc là 42 này. Ngang 38 và dọc là 42 nha. Vỏ thép không gỉ, sáng bóng. Ở mặt đáy này thì sẽ có khắc biểu tượng của thương hiệu Nevada ở đây nha các bác, cùng với phần lốm zin nguyên bản này. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Phong cách cực kỳ chất luôn này. Đây sẽ là một chiếc máy cơ tự động. Máy cơ tự động nha. Ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay nữa. Kim gọc hoạt động tốt. Bộ lịch có nấc để chỉnh lịch nhanh thì các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài nha. Xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh phần lịch ngày và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh lịch thứ nhé. Nevada Thụy Sĩ, máy cơ tự động và có hỗ trợ cót tay zin nguyên bản. Còn đây là bộ máy trong nha các bác. Em này máy vàng hồng nha, máy nguyên bản của Nevada 21 chân kính này, tự động, tình trạng máy hoạt động tốt. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn em mã số 1 với giá chỉ có 2.080.000 thôi ạ, 2.080.000 nha. Bên em có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em bao phí vận chuyển nhé. Và đối với các bác lần đầu biết đến cửa hàng Kiên thì đừng quên là ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ em đã để ở phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông ở bên cạnh, để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và mình kích vào đấy đón xem một cách sớm nhất nhé. Chiếc thứ hai sẽ mang đến cho các bác đó là một em Technos Kaiser đến từ Thụy Sĩ. Thương hiệu Technos là một thương hiệu cũng rất là lớn và nổi tiếng của Thụy. Em này zin nguyên bản từ phần dây khóa luôn này. Đó. Mặt đáy ở đây thì còn được dán thêm một cái dòng, một cái lớp băng chống xước nữa. Cái này nếu như mà các bác không thích mình có thể bóc ra cũng được nha. Đáy bát quái với tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technos ở đây. Nốm zin nguyên bản này. Thân vỏ bên ngoài của chiếc này thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Màu mặt xanh, cọc số nổi và có một lịch góc 3 giờ nha. Chiều ngang là 35 cùng với chiều dọc là 40. Ngang 35 và dọc là 40. Nốm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Thiết kế mặt kính theo kiểu chém góc, chém vát các cái đường góc cạnh. Nó cực kỳ là sắc nét luôn. Technos zin nguyên bản 100% này. Còn đây là phần mặt đáy nha, bộ máy bên trong nha các bác. Đó, em này máy vành tóc gai nguyên bản của Technos này, 20 năm chân kính. Máy rất là sáng và đẹp nha. Em này đã được lau dầu và căn chỉnh rồi. Chốt đơn em trên này mã số 2 với giá chỉ có 2.680.000. 2.680.000 nhá. Qua chiếc thứ 3 này, Hamilton. Hamilton là một thương hiệu lớn và rất là nổi tiếng của Thụy. Đây là một thương hiệu cổ với tuổi đời trên 150 năm rồi. Cái mẫu Hamilton này thì mang phong cách rất là nam tính luôn nha các bác. Phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép. Màu mặt ghi và sẽ có phần cọc số nổi cùng với một ô lịch góc 3 giờ này. Nốm zin nguyên bản.
Đó, vỏ thép không gỉ, thiết kế 4 chân càng lớn và được nới rộng ở cái phần chân càng này. Rất là nam tính, chiều ngang 36 và chiều dọc là 41. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây sẽ là phần mặt này. Đó, máy cơ tự động automatic, nốm zin nguyên bản. Đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này nha các bác. Máy Hamilton 17 chân kính, zin nguyên bản của Thụy Sĩ. Chốt đơn em trên này mã số 3 với giá là 2 triệu 480 nghìn ạ. 2 triệu 480 nghìn nha các bác. Tiếp tục qua chiếc số 4 này. Đây là một trong những cái phiên bản Technos rất là nổi tiếng của thương hiệu này, Technos Skyline, bản mặt bắt quái. Nó rất là nổi tiếng bởi cái thiết kế cực kỳ là chất và độc đáo. Em này thì mặt rất là sáng luôn nha, có một lịch góc 3 giờ này. Phần chỉ số có cài đá đen. Thân vỏ bên ngoài toàn bộ là vỏ thép không gỉ, nốm zin nguyên bản và mặt đáy bắt quái có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu Technos ở đây. Nốm dây khóa lụa, em này dây zin luôn nha. Đấy, đây là phần dây zin nguyên bản của chiếc Technos này, dây lụa. Chiều ngang là 35 và chiều dọc là 42. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đó. Technos Skyline, mặt bắt quái, cực kỳ là chất. Một trong những cái phiên bản Technos nổi tiếng nhất của thương hiệu đồng hồ này. Núm thì có nấc để chỉnh lịch nhanh, rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác. Zin nguyên bản 100%. Mã số 4, chiếc này Zalo đến các bác với giá chỉ có 3 triệu 180 nghìn thôi ạ. 3 triệu 180 nghìn mã số 4 ngày hôm nay nha các bác. Tiếp tục qua chiếc số 5 lên cho các bác, đó là một em Edux dòng máy King Star. Đây là một trong những cái dòng máy của Thụy Sĩ. Đây là cái phiên bản cao cấp của thương hiệu King Star nha các bác, à của thương hiệu Edux nha. Mặt em này sẽ là cái màu xanh vỏ đỗ. Toàn bộ cái phần chỉ số này được người ta thiết kế là những cái cọc số dạng khối bọc vàng và có một lịch góc 3 giờ nha. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ và ở phía dưới mặt đáy này thì có khắc biểu tượng của thương hiệu đây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Một chiếc Edux mang cái dáng máy rất là độc lạ. Chiều ngang là 36.5 cùng với chiều dọc là 41. Ngang 36.5, dọc 41. Máy cơ tự động. Núm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đó. Mã số 5 giá 1 triệu 780 nha các bác. 1 triệu 780 nghìn mã số 5 ngày hôm nay. Qua số 6 này, số 6 lên cho các bác, đó là một chiếc Zisoma NK. Đây là một chiếc đồng hồ của Đức nha các bác, thương hiệu của Đức. Chiếc Zisoma này thì đặc biệt là giữ được cái phần mặt rất là đẹp nha, cực sáng luôn. Kim cọc vàng, cũng là một cái form máy mỏng gọn, đáy inox, thân vỏ vàng, có sự xuất hiện của vết thời gian ở trên đây. Đó, em này sẽ là một cái form mặt tràn viền với size mặt 33. Bộ váy cơ lên dây 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, Zisoma NK. Mặt chống sốc. Chốt đơn em trên này nha, mã số 6 với giá chỉ có 1 triệu 350 này. 1 triệu 350 nghìn mã số 6. Technos Super Crown. Máy siêu khỏe. Một em Technos đến từ Thụy Sĩ. Format vuông cạnh bầu, cọc số nổi. Em này các cái phần chỉ số thiết kế cũng rất là lạ mắt. Toàn bộ đều là các cái dạng khối và được người ta tạo hình với rất là nhiều những cái điểm bắt sáng.
Có một lịch góc 3 giờ ạ. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép nha các bác. Vỏ thép không gỉ, đáy bát quái rất là đặc trưng và có khắc tên cùng với biểu tượng Technot ở đây. Chiều ngang 37 và chiều dọc là 42 này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Technot này. Technos Supercrown máy tự động. Và em này thì có hỗ trợ thêm cả cờ có tay nữa nha. Đây sẽ là bộ máy bên trong của em đồng hồ này nha các bác. Đó. Máy tự động Technos 30 chân kính. Vành tóc gai. Máy của em này sẽ là máy 2472, một bộ máy ETA nguyên bản của Thụy xưa. Bạn nào yêu thích chiếc này chốt đơn nha, với giá là 2.880.000, mã số 7. 2.880.000. Seiko 5 chặt góc, huyền thoại thời bao cấp tại Việt Nam những năm thập niên 80. Nhắc đến Seiko 5 chặt góc thì nó gọi là một trong những cái ấn tượng khó phai trong lòng của mỗi chàng trai thanh niên thời bấy giờ, đúng không ạ? Niềm mơ ước của rất là nhiều người đấy ạ. Ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên về thêm cho các bác được một chiếc Senko 5 mặt đen nha. Em này có một lịch góc 3 giờ viền vàng và chiếc này thì còn giữ được độ mới rất là tốt. Vỏ thép không gỉ, nốm góc 4 giờ và đây sẽ là một bộ lịch bơm ạ. Lịch bơm nha. Chiều ngang 34 và chiều dọc 39. Vỏ inox, vỏ thép inox, dây khóa Senco và mặt đáy. Máy này là máy 7009 nha các bác. Các bác nào muốn xem máy thì có thể inbox trực tiếp về Zalo. Số điện thoại của cửa hàng em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Mã số 8 này có giá 1 triệu 280. 1 triệu 280 nghìn. One time automatic, một chiếc One time Central của Thụy Sĩ. À, phiên bản One Time này được ra đời vào những năm thập niên 60 nha các bác. Một chiếc đồng hồ rất là cổ điển của Thụy Sĩ. Cái dáng máy của em này thì sẽ là một cái form trứng, cọc số trải tia và có một lịch góc 3 giờ này. Chiều ngang chiếc này là 34 và chiều dọc là 40. Ngang 34 và dọc là 40. Vỏ thép không gỉ. Đó. Máy tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Trên này thì rất là cổ điển, thích hợp cho các bác nào mà yêu thích những cái phong cách nó cổ cổ một tí, nó hoài niệm một chút xíu thì đây sẽ là một sự lựa chọn cũng rất là hay cho các bác này. One Time Central, một trong những cái dáng trứng rất là độc đáo. Bác nào mà chưa có trong bộ sưu tập của mình cái dáng máy như thế này thì các bác có thể sưu tầm ngay với giá là 2 triệu 380 nghìn cho chiếc One Time Central này nha, mã số 9. Slava, một đại diện đến từ đất nước Liên Xô. Đó. Thương hiệu Slava cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Liên Xô. Đây là thương hiệu thứ hai được phép sản xuất đồng hồ dành cho quân đội. Em này thì sẽ là một chiếc đồng hồ với cái form form dáng rất là cổ điển. Đây sẽ là một cái form vuông cạnh bầu. Màu mặt vàng mỡ gà và có một lịch góc 3 giờ ạ. Size mặt là 37 nha các bác. Đây là phía mặt đáy này. Đáy inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Bộ máy cơ lên dây với 26 chân kính. Đã được lau dầu, hoạt động tốt. Các bác thích chiếc này sưu tầm với giá là 1 triệu 380 nha, mã số 10. 1 triệu 380 nghìn. 11 lên cho các bác một em Elgin Shockmaster. Dành cho các bác yêu thích và sưu tầm những chiếc đồng hồ cơ cổ thực thụ. Elgin Shockmaster là một chiếc đồng hồ với tuổi đời trên dưới 100 năm rồi nha các bác. Kim rốn này,
Mặt em này thì rất là nổi bật với những đường vân trải tia dọc, kim cọc vàng, size mặt 31, cái form khá là nhỏ gọn. Và em này thì đặc biệt rất là nổi bật với thiết kế 4 chân càng châu chấu, cực là độc lạ luôn nha. Lớp vỏ vàng bên ngoài thì ở đây có chuyện là được bọc vàng 10K gold fill này. Đã có sự xuất hiện của những vết thời gian ở đây. Elgin mã số 11 có giá là 1.080.000. 1.080.000 ạ. 12 lên cho các bác một chiếc Slava máy cơ lên dây 21 chân kính. Đây là một chiếc đồng hồ của quân đội nha các bác. Phong cách độc đáo với màu mặt em này sẽ là cái màu xanh rêu nha các bác. Màu xanh rêu, cọc số học trò và có một đi cọc 3 giờ. Form mặt tràn viền, size 36. Thân vỏ vàng này, đáy inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt nha. Bộ máy cơ lên dây 21 chân kính đã được lau dầu rồi. Mã số 12, 1.480.000. Em này 1.480.000 ạ. HMT máy Parasoc 17 chân kính. Em này chống sốc này. Phong cách rất là trẻ trung. Màu mặt trắng, cọc số học trò. Kim em này là kim dạ quang nha. Phần thân vỏ bên ngoài thì toàn bộ là vỏ thép không gỉ ạ. Đây các bác có thể thấy được vỏ thép không gỉ. Cái form mặt lớn nha, 4 chân càng cũng rất là chắc chắn. Thiết kế bản lớn luôn nha, size ngang là 35. 4 chân càng rất là dài cho nên là cái form của nó sẽ lớn nha. Các bác có cổ tay to là đeo này thoải mái luôn này. Máy cơ có tay 17 chân kính. Tình trạng máy hoạt động tốt. Em này mã số 13 này, 950.000 thôi ạ. Giao lưu đến các bác với giá là 950.000. Tiếp tục lên cho các bác một em đồng hồ sưu tầm thương hiệu Paqueta của Liên Xô. Đó. Thân vỏ bên ngoài này còn đẹp nha, mặt trắng, số học trò và có một lịch góc 3 giờ. Đây sẽ là phần mặt đáy này. Máy cơ có tay. Lịch giật nha. Các bác sẽ kéo núm tay bên ngoài để chỉnh lịch. Đó. Em này chiều ngang là 37 cùng với chiều dọc là 41. Em xin lỗi 45. Ngang 37 và dọc là 45 nha. Form lớn rất là dễ đeo này. Bác nào yêu thích đồng hồ Liên Xô thì chốt đơn em chỗ này, tặng các bác với giá 580.000 thôi. Máy đã được lau dầu rồi. 580.000 nha các bác. Giá quá là gọi là bèo bọt luôn ấy. 14, mã số 14, 580.000. Raketa mặt huyết. Đó, phù hợp cho các bác nào mệnh hỏa này. Kim cọc vàng. Ở đây thì em thấy có chuyện là bọc vàng Âu 10 nha. Mặt đỏ huyết, đáy thì sẽ là đáy inox. Với chiều ngang là 33 và chiều dọc là 39. Ngang 33 và dọc là 39. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Đó, ba kim nha. Tình trạng bên ngoài thì còn giữ được khá là tốt. Máy cơ có tay này. Raketa mã số 15, 1.280. 1.280.000 ạ, mã số 15. 16 tiếp tục lên cho các bác một em Ponzos máy cơ lên dây 17 chân kính. Một chiếc Ponzos mặt nâu hổ phách. Cọc số trải tia và có một lịch góc 3 giờ. Chuẩn bị nhảy sang ngày mới cho nên là đấy. Lịch nó sẽ trắng như vậy. Cọc số trải tia, form mặt vuông tivi nha. Và chiếc này thì đặc biệt là form rất là lớn và dài dặn. Chiều ngang là 37, chiều dọc là 45 và bề dày của em này sẽ là 11 ly nha các bác. Có hai núm nằm tại vị trí góc 3 và góc 8 giờ. Đây sẽ là một bộ lịch bơm ạ. Thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng nha. Bọc vàng Âu 10 và có chuyện ở đây này. Đó, đáy inox. Lên tay cho các bác cùng ngắm. Bonjot mã số 16, em này giá 1.080.000. 1.080.000.
Zarya máy cơ lên dây 17 chân kính, một chiếc Zarya mặt nâu hổ phách, số học trò, bộ máy cơ quắt tay. Đó, thân vỏ em này sẽ là vỏ vàng và mặt đáy inox. Size mặt 34. Đó, size 34 nha các bác. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Zarya. Mã số 17 có giá 1.280.000 nha. 1.280.000. 18 này, Bonjot, máy cơ lên dây 23 chân kính. Em này sẽ là một cái form mặt tràn viền, màu mặt trắng với những cọc số chấm bi và có một lịch góc 3 giờ này. Thân vỏ vàng. Phía dưới mặt đáy thì em này thì sẽ là đáy inox. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. 23 chân kính. Size 36 nha các bác. Em này mã số 18, 1.280.000 nhé. 1.280.000. Lên cho các bác một chiếc Citizen của Nhật này. Em này sẽ là một chiếc Citizen với màu mặt xanh. Đó, xanh rất là đẹp luôn. Nó sẽ thiết kế theo kiểu màu loang loang đấy các bác. Cái phần chỉ số này được người ta đánh bóng rất là tốt để tạo được độ bắt sáng cho phần mặt. Có một lịch nha. Đó. Form của em này sẽ là more form kiểu mai rùa, rất là hay. Size ngang 38 và chiều dọc là 40. Vỏ thép inox, lịch bơm nhá. Đây, lịch góc 4 giờ, một bộ lịch bơm, dây chun. Và mặt đáy có khắc tên thương hiệu Citizen. Đây là cái phiên bản Citizen 7 Star V2. Máy tự động 24 chân kính. Bạn nào thích chiếc này chốt đơn mã số 19 này với giá là 1.180.000. 1.180.000 nha. 20 lên cho các bác một em đồng hồ cơ cổ dáng tanh của Liên Xô, thương hiệu Coslavin. Đó, máy cơ lên dây 23 chân kính. Dáng tanh thì cái dáng máy của nó thiết kế cũng rất là ấn tượng. Màu mặt đen, thân vỏ vàng. Đáy này sẽ là đáy inox nha, có khắc tên thương hiệu ở đây. Chiều ngang là 38, anh xin lỗi 28 và chiều dọc là 37. Cơ quắt tay 23 chân kính này. Bác nào thích cái dáng tanh cổ này thì chốt đơn nha. Mã số 20 với giá là 1.180.000. Còn đây là bộ máy trong nha các bác. Đó, em này máy vàng nha, máy su 23 Jewel, nguyên bản của thương hiệu Coslavin. Chốt đơn em mẫu này nha, mã số 20 với giá là 1.180.000. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kim Đồ Cũ. Chúc các bác có một ngày mới tốt lành. Mọi thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ cho em qua Zalo, số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.